Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ anh em chúng tôi xin phép tiếp tục phân tích, đưa ra những sự kiện mà chúng tôi đã sưu khảo được từ các cơ quan có thẩm quyền trong những vấn đề này, thưa quý vị, và những cái thông tin nghị luận khả tín của các cơ quan truyền thông quốc tế, của Mỹ, của Pháp, cũng như là của Trung Cộng và Việt Nam. Xin anh biết. Vâng, vâng, thưa quý vị, đã từ lâu các quyết định ngoại giao cốt lõi của Mỹ đã được chuyển bộ từ ngoại giao vốn thiếu nhân lực sang Tòa Bạch Ốc. Ông Pompeo có thể sẽ tiếp cận được nhiều hơn và có quan hệ ảnh hưởng nhiều hơn tới quan điểm của ông Trump để làm một công tác ngoại giao chạy mạnh hơn. Trước đây là một dân biểu và là một thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Pompeo nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, an ninh hơn nhiều người tiền nhiệm Tillerson. Ông dễ dàng tiếp cận với Quốc hội cũng như cơ quan liên quan đến nhiệm vụ của ông. Đặc biệt, tân giám đốc CIA là một bà Sheena Haspel, vốn là một nhân viên CIA chuyên nghiệp 33 năm thâm liên tình báo, từng làm nhiều công tác bí mật như điều hành trung tâm giam giữ và khai thác bí mật của CIA ở Thái Lan, áp dụng các cách thẩm phán mạnh mẽ đối với những kẻ khủng bố. Bà là một người từng làm phó cho ông Pompeo. Với chức mới giám đốc CIA, bà sẽ làm có một nhiệm vụ phải gặp Tổng thống hầu như hàng ngày để trình báo các hồ sơ nóng bỏng ở quốc ngoại. Chắc chắn có vấn đề Trung Quốc và Biển Đông. Cả ba nhân vật, tức là Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giám đốc CIA, coi như là bộ ba đồng điệu, đồng diều hầu, đồng cứng rắn với Trung Cộng, nên Chủ tịch Tập Cận Bình bên cạnh những vấn đề đã căng thẳng với Mỹ sẽ mệt thêm về với thái độ và hành động cứng rắn, diều hầu của bộ ba tham mưu thân cận của Tổng thống Trump về an ninh tình báo quốc ngoại của Mỹ. Chắc chắn ông Bình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với Mỹ trong những ngày tháng sắp tới. Còn phải kể đến cái bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley. Báo chí quốc tế khen bà là những người giỏi lay chuyển được cả Tổng thống Donald Trump. Đại sứ Pháp François Delatte được không ít lần đề cập đến bản năng chính trị mạnh mẽ để trở thành một thương hiệu của bà Haley. Bây giờ trở lại vấn đề Biển Đông, coi cái đường lối, chính sách, hành động, thái độ của chính quyền Trump nói chung và của cái Bộ Tham mưu An ninh Tình báo Ngoại giao cận mới được cử. Về đối ngoại vùng Đông Nam Á, Nam Dương, thưa quý vị, có một cái sự kiện rất là mới. Nam Dương là một nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới. Người ta nghe nói Hồi giáo, người ta tưởng đâu là những cái nước như Ả Rập, Saudi, Iran đồ này kia là đông dân. Không có nước nào Hồi giáo đông dân trên thế giới cho bằng Nam Dương. Nam Dương ở trên một cái vùng rất là lớn, có mấy ngàn cái đảo, thưa quý vị, đa số là theo Hồi giáo. Nam Dương hồi đó tới bây giờ không có tranh chấp gì biển đảo với Trung Cộng, chỉ có một hai lần Trung Cộng cho tàu xuống, thưa quý vị, đánh cá Nam Dương Bắc, rồi Trung Cộng cho tàu quân đội của Trung Cộng giải dây, thành ra kỳ đó đụng chạm rất là lớn. Nhưng mà kỳ này, trong cái cuộc họp ASEAN, tức là Hiệp hội các nước Á Châu Thái Bình Dương, Á Châu ở Đông Nam Á, thì ông Thủ tướng, chính đích thân ông Thủ tướng của Nam Dương và ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Yakudu tuyên bố với các phóng viên tại Sydney cho biết về Biển Đông, tôi đã đi một vòng, đây là lời của ông ấy, tôi đã đi một vòng gặp các đồng nhiệm ASEAN để đề nghị là toàn bộ những nước ở khu vực Biển Đông tiến hành tuần tra trong phạm vi 200 hải lý. Thưa quý vị, trong cái phạm vi đó là rất là lớn, bởi vì khi mình có một cái đảo mà thuộc chủ quyền của mình, hay là cái bờ biển thuộc chủ quyền của mình,
thì mình có cái quyền gọi là chủ quyền trên 200 hải lý theo luật về biển quốc tế. Riêng đối với Indonesia, nước này sẽ tập trung điều tra 3 khu vực: biển Sulu, eo biển Malacca và vùng biển chung quanh các bờ biển Thái Lan. Chỗ này chúng tôi xin phép phân tích rõ một chút. Cái quan trọng nhất là cái eo biển Malacca. Tất cả những nhà hàng hải, những nhà địa lý đều coi cái eo biển Malacca là cái cổ chai của Úc Châu, của biển Úc Châu, của biển Ấn Độ Dương và của biển Biển Đông, Á Châu Thái Bình Dương. Bởi vì tất cả những cái nước đó muốn đi qua cho nhanh, qua đi cho nhanh, thì phải đi qua eo biển, cũng như là cái eo biển, cái đường, cái kinh Suez để giữa Âu Châu và Phi Châu. Phải qua đó thì đi nhanh hơn. Chứ nếu dòng đi từ Nam Bắc Phi Châu, Nam Phi Châu mà đi lên tới Âu Châu đó, thưa quý vị, quá mất thì giờ, quá tốn kém. Á Châu cũng vậy. Cái eo biển Mã Lai, eo biển Mã Lai, như chúng tôi thưa các nhà hàng hải, người ta gọi là cái cổ chai, phải qua đó mới gần. Mà bây giờ ai sẽ kiểm soát cái chuyện đó? Đó, thưa quý vị, là Mã Lai volunteer để kiểm soát cái chuyện đó. Như thế đó thì cái đường hàng hải trên kia, bằng cái đường tơ lụa trên biển mà ông Tập Cận Bình muốn bung ra đi từ nước Trung Quốc, Nam Trung Quốc qua Việt Nam rồi đi xuống eo biển Mã Lai để đi Phi Châu, đi qua Âu Châu, thưa quý vị, coi như bị chặn tại cái cổ chai này rồi. Bởi vì như chúng ta biết, Mã Lai là một cái nước Hồi giáo đông dân nhất, và cái nước Hồi giáo đã từng, ông đã từng đảo chánh ông Suharto, tướng Suharto từng đứng lên đảo chánh ông Sukarno thời này hồi thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam chúng ta, chứ không phải mới đây, thưa quý vị. Đuổi Trung Cộng chạy không kịp đó, thưa quý vị. Bây giờ cũng vậy, không bao giờ một cái nước có tôn giáo, không bao giờ một cái nước có Hồi giáo như mà lại đồng ý với Trung Cộng bao giờ. Đó là cái nguyên tắc. Mà bây giờ cái cổ chai này, Nam Dương volunteer và đủ sức để mà kiểm soát, thưa anh. Vâng. Vậy nếu Mỹ và các nước Đông Nam Á đang tăng cường dấn thân nhập cuộc và tuần tra chung vùng Biển Đông trên không gian thực, thì trên không gian ảo, Trung Cộng đã cho tin tặc xâm nhập vào các công ty quốc phòng Mỹ liên hệ tới Biển Đông. Vô tình mà Trung Cộng đã đổ dầu vào lửa. Tin AFP của Pháp ngày 16 tháng 3 năm 2018 trích dẫn tin Reuters loan tải FireEye, công ty an ninh điện toán Mỹ, ngày 16 tháng 3 năm 2018 thông báo nhiều chính trị nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng có liên quan đến Biển Đông, nhất là của Mỹ, đang bị tin tặc Trung Quốc tấn công trong thời gian gần đây. Mục đích của nhóm tin tặc Trung Quốc có bí danh là Thames Periscope dường như là đã tìm thông tin có lợi cho chính phủ Trung Quốc. Họ tấn công vào các công ty công nghiệp hàng hải của Mỹ hoạt động tại Biển Đông hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác hoạt động trong khu vực này. Công ty bảo vệ an ninh mạng FireEye, dịch là mắt lửa, ở Los Angeles được báo chí Hồng Kông đăng tải nhóm tin tặc Trung Quốc tìm kiếm những dữ kiện có giá trị chiến lược phục vụ mục tiêu tình báo quốc gia như là tầm radar, hay là làm thế nào để một hệ thống dò tìm có thể phát hiện ra một hoạt động trên biển. Sở dĩ Mỹ và các nước Á Châu Thái Bình Dương, nhất là các nước ở Đông Nam Á, rất lo ngại Trung Cộng. Báo Pháp Le Figaro có viết bài đáng chú ý: Hoàng đế đỏ làm dấy lên vòng cung lo âu khắp châu Á. Bây giờ thêm một chút. Trong cái hội nghị ở tại Sydney, ông phụ thủ tướng của Việt Nam Cộng sản là Nguyễn Xuân Phúc có dự. Hai bên, hai ông thủ tướng của Úc và thủ tướng của Việt Nam có ra một cái thông cáo chung đã ký kết là Việt Nam sẽ
phát triển đối tác chiến lược với Úc. Thưa quý vị, phát triển đối tác chiến lược nó khác chứ hợp tác toàn diện. Cho đến bây giờ như chúng ta biết, Hà Nội chỉ có hợp tác toàn diện với Mỹ nhưng mà chưa có phát triển đối tác chiến lược. Là tại sao? Cái khai khác nhau là cái chỗ này, nghe chữ hợp tác toàn diện đó, chúng ta tưởng là ngon lành lắm, chứ không bằng phát triển đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược là khi nào muốn giúp một cái điều gì, thì thưa quý vị, nó đã có sẵn cái cơ chế rồi. Thí dụ, bây giờ muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ, Việt Nam muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ, thì cái vụ nếu mà phát triển đối tác chiến lược đó, thưa quý vị, nó có sẵn những cái cơ chế, những cái quy định cứ thế mà làm. Thí dụ, Đài Loan là phát triển đối tác chiến lược với Hoa Kỳ về phương diện vũ khí. Nên gần đây, chúng ta nhớ Tổng thống Trump có ký một cái hiệp ước cho phép bán 1 tỷ 300 triệu đô la vũ khí cho Đài Loan. Còn Việt Nam, ông Obama hôm qua ông nói là xả cản, không có cấm Việt Nam mua vũ khí sát thương nữa, nhưng mà mới hợp tác toàn diện. Bây giờ muốn mua thì Bộ Quốc phòng phải trình bày như thế nào, Quốc hội ý kiến làm sao, nó nhiều khê lắm. Đó là một cái, mà cái này mới quan trọng nhất quý vị, mới quan trọng là Nam Dương kêu gọi ASEAN phải tuần tra như chúng tôi trình bày hồi nãy. Một cái vùng mà 200 hải lý là rất là lớn. Nếu mà nước nào cũng làm ở Biển Đông, thưa quý vị, thì Trung Cộng không có cách nào mà phát triển được. Là tại vì những cái đảo, những cái bãi đá mà Trung Cộng cho là chủ quyền của mình, đơn phương và quân sự hóa đó, thưa quý vị, đó là không phải là cái vùng đất địa của Trung Hoa, chủ quyền lãnh thổ của Trung Hoa, nên không có suy diễn ra là Trung Hoa, Trung Quốc có cái quyền gọi là 200 hải lý. Chính tòa án trọng tài quốc tế cũng đã phán quyết một cách rõ rệt là Trung Cộng không có cái chủ quyền ở những cái vùng đà, vùng biển đó. Thứ hai là cái này chúng tôi cũng có ghi nhận, xin trình thêm. Mỹ, Nhật, Úc, Ấn đang kết hợp và lôi kéo gần như thành công Việt Nam vào cái liên minh, có thể nói là thể hiện cái chiến lược gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương mà Tổng thống Trump đã công bố khi ông qua dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng và lên qua ra Hà Nội để viếng thăm những cái giới chức của Việt Nam. Cái liên minh này gồm có Mỹ, Nhật, Úc, Ấn, và họ đã cần kéo Việt Nam vô được. Úc, Mỹ không có kéo trực tiếp Việt Nam, mà tạo điều kiện thôi. Úc là cái nước mà đã kéo Việt Nam vô trong cái hệ thống gọi là phát triển đối tác chiến lược rồi. Nên, quý vị thấy, coi như Hoa Kỳ đã sẵn sàng một cái liên minh hết sức là mạnh. Nhật là một cái nước có thể nói đệ tam siêu cường kinh tế mạnh ở trên Bắc Thái Á Châu Thái Bình Dương. Thứ trên đó Hoa Kỳ còn gần 100.000 quân đóng ở tại Nam Hàn và đóng ở tại Nhật. Xuống Hoa Kỳ muốn có một cái nước mà tương đối hùng mạnh và có một cái lịch sử chống quân Tàu rất là lâu, đó là Việt Nam. Và muốn hay không muốn, dù mình không ưa Cộng sản đi nữa, thì cũng thấy rằng Việt Nam Cộng sản có một quân đội khá vững vàng và có thể nói đủ sức để bảo vệ được cái đất nước Việt Nam. Thành ra bây giờ Mỹ muốn kéo vô, thưa quý vị, không phải ở không có việc làm, mà ông tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, ông mới vừa cho chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất để thăm Việt Nam trong 4 năm ngày, thưa quý vị, rất hết sức thành công về quân dẫn, dân dẫn và địch dẫn. Thứ nhất, chưa hết đâu, ông còn nói, ông đang chuẩn bị với phía Việt Nam đồng ý cho ông đưa một cái chiếc tàu lặn nguyên tử
loại mà có thể nói là tân kỳ nhất đi vô thăm Việt Nam nữa. Quý vị thấy, thì Úc đã đi với Việt Nam phát triển đối tác chiến lược rồi, Hoa Kỳ nghĩa là làm bàn, phải dùng cái chữ làm bàn để mà kéo Việt Nam vô nữa. Thành ra chúng ta thấy những ngày tháng sắp tới ông Tập Cận Bình lên làm vua Trung Cộng, nhưng mà Biển Đông sẽ là một cái điều mà vô cùng khó khăn cho ông Tập Cận Bình đối phó chứ không phải thường. Một là vì Hoa Kỳ đã lập được cái liên minh và cái hiệp ước TPP bây giờ sau khi Hoa Kỳ rút ra còn có 12 nước, còn có 11 nước cũng có tin là Hoa Kỳ đương nghiên cứu có thể ký lại trong cái hiệp ước TPP. Đó là mà nếu có TPP mà Hoa Kỳ tham dự nữa, thưa quý vị, coi như bao dây kinh tế rồi. Đó là cái điều anh em chúng tôi cố gắng đưa ra sưu khảo những cái dữ kiện để trình cùng quý vị. Những ngày sắp tới là những ngày hết sức khó khăn cho Tập Cận Bình ở về Biển Đông, chứ không phải ổng lên làm vua là ổng mở đất, mở xứ được đâu. Đó là cái điều anh em chúng tôi trình bày để quý vị rộng đường dư luận và nhận định. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ phút này.